Xin chào mọi người. Trước mặt mình là các bạn biết cây gì không? Này là cây cải bè xanh nè, to khổng lồ luôn. Đâu nó lọt cái hạt vô á. Trời ơi. To toàn lẽ mà nó to như vậy. Mình tưới nước phân mình làm á, trời nó to như vậy nè. Cái cây này chắc nấu được một tô nha. Tại cái này nếu mà nhổ lên cân chứ không phải cả gần ký nha. To lắm. Này cái sung Mỹ. Hôm mùa rồi, năm mùa rồi lạnh quá nó chết từ dưới gốc luôn, nó mọc lên lại từ đầu. Mọc lại từ đầu hết trơn. Cái cài khổng lồ to dễ sợ. Này là cái ớt con, đây sung Mỹ luôn, nhiều loại lắm. Hôm nay chạy ra qua chút xíu thôi, tại mấy ngày nay trời nó âm u, nó mưa suốt à. Rồi xin chào mọi người nha. Đó, cho ngắm cây cải xúc quay nhanh này đi vào. Ok, ba nha, chào mọi người.